Vâng, kính thưa hai thầy chủ tọa, kính thưa các thầy các cô, các quý đồng nghiệp, thì để tiếp theo cái phiên hội thảo khoa học buổi chiều hôm nay, thì vừa rồi thì Trung Nhung đã có một cái bài trình bày rất hay về cái tổng quan điều trị miễn dịch trong ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Và để tiếp theo thì em xin phép được chuyển sang cũng là ung thư phổi nhưng mà cái phần còn lại đó là cái ung thư phổi loại tế bào nhỏ. Thì khác với ung thư phổi tế bào nhỏ thì cái nhóm mà ung thư phổi tế bào nhỏ thì chiếm một cái tỷ lệ không nhiều, khoảng từ 15 cho đến 20% mà thôi. Đấy. Và cái nhóm này thì nó có đặc điểm đặc thù là bản chất của ung thư phổi tế bào nhỏ là một loại ung thư thần kinh nội tiết. Đấy. Cũng là ung thư phổi nhưng mà nó không phải là một ung thư cả loại biểu mô thông thường mà ung thư biểu mô thần kinh nội tiết. Và nói về ung thư nội tiết thì rõ ràng chúng ta biết là đây là một cái nhóm bệnh mà cũng có rất nhiều các đặc điểm bệnh học cũng như là về chẩn đoán và điều trị cũng rất là khác nhau. Nên là so với ung thư phổi tế bào nhỏ thì ung thư phổi nhỏ là cái bệnh, cái nhóm bệnh mà có cái đặc điểm về điều trị đặc biệt là tiên lượng rất khác so với ung thư phổi tế bào nhỏ. Cụ thể đây là nhìn chung là ung thư phổi tế bào nhỏ là tiên lượng xấu hơn rất nhiều so với nhóm mà không phải tế bào nhỏ. Thì nói ung thư phổi tế bào nhỏ thì cái phân chia giai đoạn hiện nay trong thực hành lâm sàng thì cũng có khác một chút, tức là chia thành hai nhóm lớn. Nó là cái nhóm giai đoạn tổn thương còn khu trú. Cái thứ hai là khi bệnh đã tổn thương ở giai đoạn lan tràn. Lan tràn đây thì tương ứng với giai đoạn chính là giai đoạn 4 trong cái phân nhóm tinel, nhưng mà cộng thêm một cái nhóm mà không phải giai đoạn 4 nhưng mà kích thước u rất là to, T3 T4 nhưng mà u rất là to thì cũng xếp vào giai đoạn lan tràn. Thì đấy là cái sự khác biệt ngay từ cái phân nhóm giai đoạn trong thực hành lâm sàng có khác. Thì cái tiên lượng giữa hai nhóm này hiện nay cũng rất là khác nhau, cùng ung thư phổi tế bào nhỏ nhưng mà giữa khu trú và lan tràn thì cái sự khác biệt đã thay đổi rất là nhiều. Và nói đến điều trị, nói đến tiên lượng ung thư phổi tế bào nhỏ thì có thể nói là trong suốt một thời gian dài nhiều thập kỷ qua, cụ thể là trước năm thập kỷ 90 so với sau đó là năm 2000 thì hầu như nói đến điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn lan tràn là không có nhiều thay đổi, không có tiến bộ gì. Đấy, với cái sự thay đổi về tiên lượng thời gian sống thêm 5 năm rất là thấp, nó chỉ khoảng dao động khoảng trên dưới 2% mà thôi. Đấy, và điều này cũng cho thấy rằng là đây là cái nhóm bệnh mà điều trị hết sức là khó khăn và tiên lượng rất là xấu. Và riêng với giai đoạn lan tràn thì cái tỷ lệ sống thêm 5 năm lúc đó nó giảm hơn rất là nhiều, và cái điều trị lúc đó chúng ta chỉ yếu là điều trị toàn thân dùng các cái thuốc hóa chất kinh điển với cái tỷ lệ ứng chỉ khoảng 50 đến 60%, và cái trung vị về PDS tức là thời gian sống thêm tiến triển khoảng từ 4 đến 5 tháng. Thế còn cái trung vị thời gian sống thêm toàn bộ thì dưới 1 năm, cụ thể là từ 8 đến 10 tháng. Thế còn cái tỷ lệ sống 5 năm thì rất là thấp, dưới 2 3%. Điều này cho thấy một bức tranh chung là trước đây nói ung thư phổi tế nhỏ mà đặc biệt là giai đoạn lan tràn nữa thì cái thời gian sống thêm rất là ngắn, mặc dù chúng ta có thể áp dụng các biện pháp điều trị đặc hiệu bằng các cái hóa chất kinh điển nhóm có platin kết hợp với etoposide. Thì gần đây thì cũng như tiến sĩ Dung đã chia sẻ cái bài trước, thì nói đến tiến bộ về nội khoa điều trị ung thư là phải nói đến điều trị đích và điều trị miễn dịch hiện nay, đặc biệt là điều trị miễn dịch dựa trên một cái nguyên lý rất là tự nhiên của cơ thể, là chính là làm tăng cường khởi động như là kích thích cái hàng rào miễn dịch của chính cơ thể để chống lại tế bào ung thư vốn đã sẵn có ở mỗi người bệnh rồi, nhưng bây giờ chúng ta tác động vào để làm sao cái hàng rào này nó mạnh hơn, khỏe hơn, với cái đội quân tham gia tinh nhuệ hơn và số lượng nhiều hơn thì sẽ giúp chống chọi lại các cái tế bào được cho là nạ với cơ thể, đó là chính là tế bào ung thư. Thế thì cái liệu pháp điều trị miễn dịch có thể chúng ta điều trị đơn trị dùng thuốc miễn dịch đơn thuần, nhưng cũng có thể phối hợp với chính một pháp kinh điển đó chính là các hóa trị trước đây chúng ta đã dùng, và thêm một cái liệu pháp mới là miễn dịch, thì một cái cũ cộng một cái mới thì lại ra một cái phương án, một cái phác đồ mới hơn nữa. Thì cái cơ sở của cái việc phối hợp giữa hóa trị và miễn dịch này chúng ta thấy nó có cơ sở khoa học về mặt tế bào chúng ta biết rồi. Khi điều trị hóa trị, bản chất hóa trị đó là các thuốc gây độc tế bào có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư, và chính cái sự tiêu diệt đó sẽ giải phóng ra các cái kháng nguyên, các cái thành phần mà mang tính kháng nguyên, và khi có thành phần kháng nguyên thì sẽ kích thích cái hệ miễn dịch tự nhiên cơ thể, tức là sẽ có các kháng thể và từ đó sẽ kích hoạt các cái con đường miễn dịch cơ thể, có thể miễn dịch qua trung gian tế bào, có thể là miễn dịch dịch thể, và chính cái hàng miễn dịch đó sẽ
tấn công và tiêu diệt các tế ung thư. Thì cái cơ chế, cái cơ sở khoa học thứ nhất là như vậy. Cái cơ sở khoa học thứ hai là khi tế bào bị tác động bởi các hóa chất thì sẽ làm biến đổi các cái bề mặt của chính màng các tế bào ung thư, và cái sự biến đổi đó sẽ có thể làm xuất hiện bộc lộ chính là các cái chốt, các cái điểm kiểm soát miễn dịch. Đấy, tức là các cái dấu ấn miễn dịch. Đấy, và đây là cái đích mà để cho các dung dịch có cái cơ hội, có cái chỗ để tác động vào. Thế thì đấy là hai cơ sở khoa học chính của cái việc mà chúng ta, tại sao chúng ta lại dùng miễn dịch kết hợp với hóa chất, vì hai lý do như vậy. Thế thì cái điều trị miễn dịch, trước đây chúng ta biết là có rất nhiều các cái phương pháp điều trị miễn dịch khác nhau, nhưng mà trong cái ung thư phổi theo nhỏ thì cái thuốc miễn dịch hiện nay được chính thức được phê duyệt chủ yếu là các cái thuốc mà tác động qua các cái con đường gọi là các cái chốt kiểm soát miễn dịch. Thì nhìn vào cái biểu đồ này chúng ta thấy là trước năm 2000, 2020 về trước thì cái điều trị chủ yếu là bằng các cái hóa trị, xin lỗi cái slide là nó bị mít một chút. Nhưng mà đến 2021 trở về đây, tức là chỉ trong vòng có 4 năm trở lại thôi, thì đã có một sự đột phá rất là lớn. Đấy, tức là suốt là 2-3 thập kỷ trước chúng ta điều trị ung thư phổi theo nhỏ giai đoạn tràn thì chỉ có là hóa chất, và cái phác đồ ở đây chỉ là cái etoposide kết hợp với nhóm platin, có thể là cisplatin hoặc carboplatin mà thôi. Nhưng mà cho đến 2021, trong vòng 4 năm nay thì đã thêm sự ra đời của hai cái thuốc miễn dịch và cũng được dùng trong ung thư phổi không thể do nhỏ, đó là atezolizumab là một thuốc mà kháng PD-L1, và cũng một cái thuốc nhóm tương tự như vậy, đó là durvalumab kết hợp với hóa trị cũng là cái thuốc mà kháng PD-L1. Như vậy là tính thời điểm hiện tại năm 2024 thì chúng ta có sự xuất hiện thêm của hai thuốc miễn dịch mới, đó là durvalumab và atezolizumab kết hợp với bộ đôi hóa trị. Thì đấy là cái để gọi là cái tiến bộ và cái cập nhật gần đây nhất của ung thư phổi nhỏ, thì đấy là hai cái phác đồ và có sự tham gia của các cái thuốc miễn dịch. Và tổng hợp lại các nghiên cứu pha ba về điều trị thì rất là nhiều, tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là từ các cái tăng nhân miễn dịch khác được nhắc tới trong ung thư phổi không tế bào nhỏ như tiến sĩ Du đã trình bày, đó là perumab và numab, ipilimumab. Nhưng mà ở đây thì nó khác với ung thư phổi không tế bào nhỏ là hai cái tăng nhân này cũng là thuốc miễn dịch, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chưa được chứng minh là có cái hiệu quả rõ rệt trong cái nhóm bệnh này. Mà cụ thể ở đây thì các cái khuyến cáo trên thế giới qua các tổ chức ung thư lớn trên thế giới, đó là ESMO của châu Âu và NCCN của Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy chỉ có cái sự phê duyệt của hai cái thuốc miễn dịch, nó là durvalumab tức là cái kháng PD-L1 và cũng một thuốc kháng PD-L1 khác đó là atezolizumab. Và cả hai thuốc mới này thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng đã lưu hành, và các cái cơ sở y tế chuyên về ung thư lớn trong cả nước thì cũng đã có thực hành, có các cái chỉ định các cái bệnh nhân ứng dụng các phác đồ là rồi, và các khuyến cáo này đều ở mức cao nhất. Đấy, tức là mức độ mức độ 1A trong cái ESMO và ICN là mức độ 1. Thì như vậy là đây là cái phê duyệt của cả châu Âu cũng như là Hoa Kỳ, và Việt Nam chúng ta cũng đã chấp thuận, Bộ Y tế đã phát chuẩn cho chỉ định các chỉ định này. Thế còn các trường hợp mà hiện nay theo khuyến cáo hiện nay chỉ đối với các cái nhóm mà không có chỉ định điều trị miễn dịch, hoặc là cái thể trạng toàn trạng không đủ tốt, tức là PS từ 2 trở lên, thì lúc đó mới khuyến cáo điều trị hóa trị, tức là cái phương pháp kinh điển như đây thôi. Thế còn các cái khuyến cáo mới hiện nay là ưu tiên điều trị miễn dịch kết hợp với hóa trị. Và đây là cái thử lâm sàng có tên là CheckMate, thì để cho thấy rằng cũng là thuốc miễn dịch có tên là nivolumab, nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta thêm một thuốc miễn dịch vào chi phí hơn rất là nhiều, nhưng hiệu quả không hề có sự khác biệt một cách rõ rệt, có nghĩa ok so với chúng ta dùng hóa trị. Như vậy là cái nivolumab hiện nay đã được chứng minh là không có hiệu quả trong thời gian nhỏ và không được khuyến cáo trong thực hành lâm sàng hiện nay. Thế còn cái thuốc thứ hai là perumab, với cái biệt dược mà chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta hiện nay đó là Keytruda, thì cũng đã chứng minh rất rõ trong rất nhiều ung thư, trong đó cũng ung thư phổi nhưng mà không phải tế bào nhỏ. Thế còn tế bào nhỏ thì trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chúng ta thêm một thuốc miễn dịch có tên là perumab vào kết hợp với hóa trị, thì cũng cho thấy là cái biểu đồ thời đường cong không thêm đây cũng có không có sự khác biệt có nghĩa thống kê. Có nghĩa là chúng ta cái việc thêm miễn dịch Keytruda vào, Perumab vào thì cũng giúp cải thiện được cái thời gian sống thêm so với chúng ta dùng hóa trị đơn thuần. Thế còn đến một cái tác nhân miễn dịch khác cũng là miễn dịch nhưng có tên là atezolizumab trong cái thử nghiệm sàng IMpower133, thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là trên các cái đối tượng bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ mà giai đoạn lan tràn rồi,
đặc biệt là kể cả các trường hợp mà có di căn não không có triệu chứng mà đã được kiểm soát, được chia làm hai nhóm, nhóm dùng hóa trị kinh điển đơn thuần so với cái nhóm chúng ta thêm vẫn là hóa trị và thêm atumap, sau đó chúng ta theo dõi điều trị cái nhóm miễn dịch chúng ta dùng đến khi bệnh tiến triển. Thì ở đây có cái sự khác biệt có nghĩa thống kê về mặt OS cũng như là PDS đấy, với cái đường cong ở đây chúng ta thấy là cái sự khác biệt cái con số nếu mà chúng ta dùng hóa trị thì cái OS nó chỉ được khoảng 10.3 tháng, thế còn thêm những dịch vào thì cái sự khác biệt là đã vượt con số 1 năm, có nghĩa là lên 12.3 tháng với cái sự khác biệt nào cũng nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì rõ ràng nếu nói về mức độ chênh lệch đây thì chúng ta thấy cũng cho thấy là một bức tranh về điều trị ung thư phổi trong nhỏ hiện nay, kể cả thuốc miễn dịch vào thì khác biệt cũng không nhiều, nó khác với ung thư phổi không nhỏ thì cái sự khác biệt nhiều hơn. Thế còn PS cũng vậy, cũng có cái sự khác biệt có nghĩa thống kê. Thế còn với ung thư phổi tế bào nhỏ thì chúng ta biết là có một tỷ lệ khá là nhiều các bệnh nhân mà có thể xuất hiện các cái tổn thương di căn thần kinh trung ương. Thế và đây là cái nhóm mà cũng rất nhiều các bác sĩ trong từng ngày lâm sàng đặt ra câu hỏi, vậy thì đối với các bệnh nhân mà di căn não thì có sự khác biệt hay không? Thì đối với bệnh nhân phân tích dưới nhóm trong cái thử nghiệm lâm sàng này thì đối với bệnh nhân di căn não đây thì chúng ta thấy cái sự phân tích dưới nhóm là không có sự khác biệt nhiều khi mà các bệnh nhân di căn não. Thế như vậy là nếu chúng ta dùng atumap mà ở các bệnh nhân di căn não thì cái sự khác biệt này là không rõ ràng. Do vậy là trong thời gian dài chúng ta khi áp dụng cái phác đồ này thì cũng phải cân nhắc và lựa chọn các cái bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân não thì chúng ta cũng phải có hết sức là cân nhắc, bởi vì cái lượng sự khác biệt là không rõ ràng. Thế còn sang một cái nghiên cứu khác về một cái thuốc cũng là điều trị miễn dịch nhưng mà có tên là durvalumab. Đây là một cái thuốc mà cũng được chứng minh có hiệu quả trong ung thư phổi loại không tế bào nhỏ khi mà chúng ta dùng hóa xạ đồng thời cho nó củng cố bằng durvalumab thì cũng đã được chứng minh có hiệu quả. Thế còn trong tế bào nhỏ thì đây là cái thử lâm sàng cũng được thiết kế gần như tương tự cái nghiên cứu vừa rồi, cũng trên các bệnh nhân mà ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn muộn, giai đoạn lan tràn rồi, có nghĩa là giai đoạn này nếu chúng ta không điều trị hoặc điều trị hóa trị thì cái thời gian sống thêm rất là ngắn. Đấy, nhưng mà ở trong nghiên cứu này người ta thiết kế là thêm một thuốc miễn dịch vào là có tên là durvalumab và dùng cũng cho khi đến khi bệnh tiến triển, so với cái nhánh mà chúng ta chỉ dùng hóa trị đơn thuần thì ở đây cái kết quả nghiên cứu cũng có sự khác biệt có nghĩa thống kê với cái đường cong tách biệt rất là rõ ở các thời điểm 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng, và cái sự khác biệt này là có nghĩa thống kê với cái trung vị cải thiện về mặt OS ở đây là cái chỉ số HRR là 0,71, có nghĩa là giảm được 29% nguy cơ tử vong. Và điều này cũng cho thấy rằng là cái durvalumab là một thuốc mà giúp cải thiện được cái thời gian sống tiền bộ, nếu so con số tuyệt đối thì cái thời gian sống tiền bộ thì điểm 3 năm là gấp 3 lần nếu chúng ta dùng hóa trị đơn thuần. Thế còn đối với PRS tức là thời gian sống tiền không tiến triển thì cái chỉ số HA bằng 0,8 tức là giảm được 20% nguy cơ tiến triển, và các thời điểm 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng thì đều có sự khác biệt có nghĩa thống kê. Thế còn đối với đáp ứng thì chúng ta thấy cái tỷ lệ đáp ứng thì cái sự khác biệt lại không nhiều. Ở đây là 58 và 67 tức là trên nhau cũng chỉ được khoảng gần 10% mà thôi. Đấy, vì nói đến điều trị miễn dịch thì chỉ yếu cái hiệu quả là kéo dài thời gian sống tuần bộ, thế còn cái đáp ứng thì không không cải thiện được nhiều. Tuy nhiên khi chúng ta phân tích ở các thời điểm khác nhau, ở các thời điểm mà sau 12 tháng thì đối với các bệnh nhân mà đã đạt được đáp ứng rồi thì sẽ đạt được lâu dài hơn. Có nghĩa là cái đường cong này nó tách biệt ở các thời điểm sau 12 tháng. Thế và cũng trong cái thử nghiệm lâm sàng này thì chúng ta cũng quan tâm đối với các cái đối tượng bệnh nhân mà có thể xuất hiện các cái di căn não thì sao. Thì đối với ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó khác với ung thư phổi không tế bào nhỏ một chút là cái tỷ lệ bệnh nhân di căn não ở thời điểm ngay từ thời điểm bắt đầu tức là lúc chúng ta chẩn đoán thì ở đây cũng phải từ 10 đến 20%, 2% bệnh nhân đã xuất hiện di căn não ngay từ đầu. Còn khoảng 50 18 đến 80% các bệnh nhân là lúc đầu là chưa di căn não nhưng trong ngay trong quá trình điều trị thì sẽ xuất hiện các cái tổn thương di căn não, di căn thần kinh trung ương. Điều này cho thấy rằng cái vấn đề di căn thần kinh trung ương là một cái vị trí rất là thường gặp trong ung thư phổi loại tế bào nhỏ. Và nói đến hiệu quả điều trị ung thư phổi nhỏ ở đây mà nhóm di căn não thì sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm chẩn đoán di căn não rất là nhiều. Đối với các bệnh nhân mà di căn não ngay thời điểm chẩn đoán thì cái thời gian sống thêm của ung thư phổi nhỏ chính là thời gian mà điều trị sống thêm của bệnh nhân mà di căn não. Thế còn cái nhóm mà xuất hiện muộn hơn thì sẽ bằng cái thời gian mà chúng ta điều trị
mà đẩy bệnh không tiến triển như căn não cộng với thời gian mà bệnh nhân chúng ta điều trị di căn não. Thế thì mục tiêu của cái nhóm mà bệnh nhân di căn não đây rõ ràng là chúng ta phải làm thế nào để cái thời gian từ lúc điều trị đến khi tiến triển di căn não càng lâu càng tốt, có nghĩa là gọi là thời gian sống thêm không tiến triển di căn não đấy. Thế còn khi di căn não rồi thì chúng ta phải điều trị làm sao đạt hiệu quả cao nhất, thì tổng cộng hai này vào thì mới ra được cái thời gian sống thêm toàn bộ của bệnh nhân ung thư phổi không tiêu nhỏ. Thế thì với cái nghiên cứu có tên là Cát Phiền sử dụng cái thuốc điều trị miễn dịch có tên là RUMAP như này, thì chúng ta thấy trong cái phân tích về đặc điểm đối tượng bệnh nhân thì cho thấy rằng kể cả nhánh mà dùng thuốc nghiên cứu RUMAP so với nhánh mà chúng ta dùng giả dược kết hợp với hóa trị thì cũng có khoảng 10% bệnh nhân là đã có di căn não ngay từ lúc ban đầu rồi. Và khi phân tích hiệu quả của hai cái nhánh này thì mặc dù kể cả di căn não xuất hiện có hoặc là không có nhóm di căn não thì cái việc chúng ta dùng DuMAP ở đây thì cũng đều có sự khác biệt là có nghĩa thống kê. Có nghĩa là chúng ta dùng DuMAP kể cả bệnh nhân có di căn não hay không di căn não thì vẫn cải thiện được cái thời gian sống thêm toàn bộ so với nhánh mà chúng ta chỉ dùng hóa trị đơn thuần. Thì đấy là cái phân tích khi mà các bệnh nhân mà có di căn não hay không. Thế còn về thời gian sống thêm không tiến triển PDS thì cũng tương tự với các bệnh nhân mà di căn não và không di căn não thì cũng có cái sự khác biệt. Chúng ta thấy đều ưu thế đều nghiêng về cái nhánh mà chúng ta dùng miễn dịch DuruMap, tức là cái kháng PD-1. Và một cái tiêu chí tiếp theo là điều trị miễn dịch kết hợp với hóa trị không chỉ là giúp cải thiện được cái thời gian sống thêm toàn bộ như sống thêm không tiến triển đối với bệnh nhân di căn não hay không, mà còn giúp được cả làm chậm cái quá trình tiến triển đến di căn não hoặc là phải xạ trị toàn não. Tức là đối với bệnh nhân mà không có di căn não ngay từ đầu thì chúng ta sẽ điều trị miễn dịch DuMAP thì cũng giúp cải thiện được, giúp kéo dài được cái thời gian mà tiến tới xuất hiện cái tổn thương di căn não. Thì nhìn vào rồi chúng thấy rằng là có cái sự khác biệt giữa việc mà chúng ta dùng thêm miễn dịch hay không thêm miễn dịch, với cái trung vị đây là 19,2 tháng, có nghĩa là chúng ta không dùng miễn dịch thì khoảng 10 tháng sau là bệnh nhân sẽ xuất hiện di căn não. Thì còn nếu mà điều trị thêm miễn dịch đây thì cái thời gian này đẩy lùi được khoảng 9 tháng, tức là 19,2 tháng. Thế và cái tỷ lệ mà di căn não ở các cái nhánh mà dùng RUMAP này thì chúng ta thấy là cũng tương tự ở so với cái nhánh mà dùng hóa trị. Trong khi đó thì cái nhánh dùng hóa trị ở đây là bệnh nhân có khoảng 8,3% là được xạ trị dự phòng các cái tổn thương di căn não. Như vậy là với các cái bệnh nhân mà dự phòng di căn não chúng ta có xạ trị nhưng mà chúng ta không dùng miễn dịch thì cũng không cải thiện được cái thời gian sống toàn bộ so với cái việc mà chúng ta dùng miễn dịch nhưng mà không có dùng xạ phòng di căn não. Mà xạ trị là não chúng ta biết đây là một cái kỹ thuật mà có thể làm ảnh hưởng đến các cái chức năng của thần kinh trung ương, làm ảnh hưởng đến cái nhận thức của người bệnh. Do vậy là cái xu hướng hiện nay là cái việc xạ trị dự phòng của não cũng được chỉ định rất là hạn chế trong thực hành lâm sàng. Chính vì vậy thì theo các cái khuyến cáo của tổ chức ung thư lớn nhất thế giới hiện nay, trong đó có NCCN, thì chúng ta thấy đối với ung thư phổi loại tế bào nhỏ mà giai đoạn lan tràn thì cái lựa chọn cái khuyến cáo lựa chọn ưu tiên hiện nay chính là chúng ta điều trị miễn dịch có thể là atumap, có thể là durumap kết hợp với các cái bộ đôi hóa trị có tên là carboplatin hoặc cisplatin kết hợp với etoposide. Thì đấy là cái lựa chọn ưu tiên hiện nay trong cái điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ mà giai đoạn lan tràn, vì giai đoạn này thì chúng ta không còn các cái lựa chọn điều trị khác, không thể phẫu thuật hay là xạ trị chỉ căn đơn thuần được mà chúng ta phải điều trị toàn thân. Nhưng nếu như trước đây chúng ta dùng hóa trị thì bây giờ chúng ta thêm cái bộ đôi miễn dịch có thể là atumap, nhưng mà durumap thì đã được chứng minh qua các cái thử nghiệm lâm sàng có thấy là có nhiều ưu điểm tốt hơn so với atumap. Thế còn các lựa chọn khác thì ở đây chúng ta thấy là chỉ yếu là khuyến cáo cho các trường hợp mà thể trạng chung không được tốt hoặc là có chống chỉ định điều trị miễn dịch. Thì tóm lại là qua cái phần trình bày của em ngày hôm nay thì cũng xin phép được tóm tắt với các quý thầy cô và các đồng nghiệp. Hiện nay thì cũng có rất nhiều các cái tiến bộ trong cái điều trị nội khoa các cái bệnh ung thư nói chung, trong đó có ung thư phổi mà nhóm tế bào nhỏ, và cái sự tiến bộ này chính là cái sự ứng dụng các cái điều trị miễn dịch. Và qua các cái thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy rằng các cái việc mà chúng ta dùng thuốc điều trị miễn dịch, cụ thể đó là các cái thuốc ức chế thuốc kiểm soát dịch kháng PD-L1 như là atumap, đặc biệt là durumap, mà chúng ta kết hợp với hóa trị thì đã giúp cải thiện được cái thời gian sống thêm không tiến triển PDS cũng như sống thêm toàn bộ OS, và đặc biệt sẽ làm chậm cái quá trình
tiến triển đến phải bệnh nhân phải di căn não hoặc là phải xạ trị toàn não, thì điều này cho thấy rằng là đây là một cái bước tiến mới so trong số trong khi nhiều chục năm gần đây là không có một cái sự tiến bộ mới, một phác đồ mới nào trong điều trị căn bệnh này, thì ngày nay chúng ta có thêm một cái phác đồ mới, đó là kết hợp thêm các cái tác nhân điều trị dịch, thì cũng đã cho thấy có cái sự thay đổi có nghĩa thống kê, mặc dù sự thay đổi này còn hết sức khiêm tốn, và hy vọng cho tương lai chúng ta sẽ có nhiều các cái tác nhân miễn dịch mới cũng như là các phác đồ mới sẽ cải thiện hơn nữa cái bức tranh về ung thư phổi tế bào nhỏ hiện nay. Và xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô và các đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn cái bài trình bày của